Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh HNT Channel. Và hiện tại HNT đang có một cái con rồng rất là đẹp và sang chảnh luôn các bạn ạ. Các bạn có biết cái con đó là cái con gì không? Con đó chỉ là cái con đẳng cấp là cấp... cấp gì ta? Quên mất tiêu luôn rồi. Ok, nó chẳng qua chỉ là cấp C thôi các bạn. Nhưng mà nó là con rồng trong Advent. Đã lấy cái bé này rồi, điểm danh chơi cho vui nha. Rồi, chúng ta sẽ xây cái ngôi nhà nước cho nó. Và bây giờ vác cái xác của nó ra. Vác xác nó ra, bỏ vô cái khu vực này mới được. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nâng level lên cho chú ấy. Wow, cầm cây đinh ba rất là ngầu luôn. Chúng ta sẽ nâng level lên nha. Con này không biết bự lên nó sẽ giống cái gì đây? Giống thiên thần hay là giống ác quỷ đây các bạn nhỉ? Ôi trời ơi, bự quá cơ. What? Thôi ôi, nó mang luôn cái cô nàng tiên cá lên. Trời ơi, nhìn đẹp quá cơ. Muốn nhìn lại pha nữa cơ. Ôi trời ơi, nàng tiên cá mà nó dứt vô cái mông cô bé rồi nó mang lên cơ. Wow, thôi ui, nhìn đúng ngầu luôn các bạn ạ. Mình sẽ đặt tên nó là Thủy Thần nha. Ok, cho bé làm Thủy Thần cho vui nè. Vì sao? Vì nó mang nguyên cái nàng tiên cá lên mà. Không cho nó làm thần chắc nó ăn hiếp mình luôn á. Và hiện tại là cái ngôi nhà này hắn ta đã unlock được rồi. Giờ chúng ta cần 10 con level 35 thì mới nâng lên được level 40 là coi như là maximum luôn. Bây giờ thử đây, test cho các bạn xem sức mạnh đến từ cái bé baby đẳng cấp là cấp C. Đây. Anh bạn nóng hổi vừa thổi vừa ăn của chúng ta, Thủy Thần. Chuyên gia cầm đinh ba bắt tiên cá. Một trong những con rồng có khả năng hốt con gái. Ô lộn. Hốt tiên cá các bạn ơi. Wow, mới vào thời chúng ta đã phát hiện được một cái bé tên là Silly. Phun một cái cục khói đen vô mặt nó nè. Còn 7k luôn. Ôi trời ơi, em giảm máu anh cái nè. Sau đó sẽ cho cái bé Thủy Thần. Anh bạn cầm đinh ba, không lẽ mình đặt tên nó là Ba Đinh chứ. Xúc luôn anh ơi, tiệt chiêu nước vừa được tung ra 4.400 luôn các bạn ơi. Wow, và chú ấy vừa bị bốc hơi bởi cái con Heroic rồi. Con này là phải nói nó khỏi bàn luôn. Nó mà ra tay thì ai mà chịu cho thấu chứ. 26 và chắc chắn là dứt điểm anh ơi. Sọ rồng sẽ tiếp tục lao ra và xem sọ rồng tên bạn có đủ sức chiến đấu với HNT không. Lên dễ luôn nè. Wow, Victory. Một cái chiến thắng đầu tay. Giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với anh bạn tiếp theo. Cái bạn này vẫn là level 33. Wow, đẳng cấp L. Con này là cái con rồng được bán với giá là 25 game. Nhớ không lầm là vậy, còn nhớ lộn thì thôi xin lỗi nó lại. Xuống luôn. 16k. Con này mát chữ A rồi. Chúng ta chưa mát chữ A, nhưng mà được cái là mình được đam với nó, cho nên sức sốc đam của mình rất là căng não. Nguy hiểm chết sâu. Trời ơi, mém chết dưới tay của cái bé Render rồi. Render. Cái con hắc của mình thì khỏi phải bàn rồi. Nó ra nó hị mũi thôi người ta cũng chết nữa, không chi mà nó tung chiêu. Thì chiêu đam được đam nhưng mà không phải là chiêu đam cao nhất. Thôi mình xuống sát nó luôn nha. Ấy cha, em quên cho con đinh ba ra rồi. Đang biểu diễn về con đinh ba nên định biểu diễn cho nó hấp dẫn xíu, nhưng mà ai ngờ đâu đó là wow. Và bây giờ chúng ta có thể nâng rồng lên level 35. Chắc tập sau đi ha. Tập sau chúng ta sẽ nâng từ từ những cái con rồng lên level 35 hết luôn. Wow, và chắc là sẽ tốn một cái phần thức ăn rất là gớm luôn. Để nâng lên level 35 là rất là cay chứ không phải là một cái dễ dàng đâu các bạn. Ôi, Thủy Thần đã bị hốt và thôi. Robot Hủy Diệt lao ra và lần này xem sức mạnh của chú ấy nè. Hai cánh tay xoay tròn lao thẳng đến đối phương và hàng tấn sát thương được dồn vào người. Bé H này được đam với mình cơ. Không giỡn được.
35k. Thôi ưu tính ra con này nó cũng mạnh ớn luôn. Ok. Ôi ơi, nó một sao vàng luôn chứ. Ngang ngửa với mình đấy. Không phải dạng vừa đâu. Nessie, súc bé Nessie luôn. Victory. Wow. Tiếp tục luôn. Khu vực này chúng ta còn đấu được 2 trận nữa. Đây, và anh em xem video nhớ cho HNT1 subscribe nha. Ai chưa đăng ký kênh HNT Channel thì hãy bấm đăng ký và nhớ mở thông báo hình cái chuông lên nha mọi người. Để khi mà HNT ra video hay là livestream thì anh em sẽ nhận được thông báo vào chơi với mình cho vui. Rồi, còn bây giờ đó thì chúng ta sẽ nhờ tới Thánh Hỏa solo với Super G. Oh, 27.000 luôn. Ôi. HNT không nghĩ là con này nó mạnh ớn ăn vậy luôn á. Wow. Hai hit tem bạn vẫn chưa ngã. Rồi, thủy thần sẽ lao ra và lần này slow motion cho các bạn xem tuyệt chiêu đến từ thủy thần. Xúc luôn. Ồ, lần này không có nàng tiên cá lao ra, phải chi có nàng tiên cá ra là đúng hấp dẫn luôn á. Và đây là con Heroic đến từ tem bạn, level 25. Ấy chết rồi, em bấm lộn chiêu anh ơi. Trời ơi, em bấm lộn cái chiêu giảm đam rồi. Em để cái chiêu đam nó mới hợp lý chứ. Quýnh mà quýnh giảm đam có nghĩa là nói em coi thường anh quá rồi. Con này đẳng cấp L. Đôi cánh rất là to và bự, vô cùng sang chảnh luôn. Ôi trời ơi, Jogger đẹp quá cơ. Chúng ta còn được một hiệp nữa ở trong khu vực này. Hết hiệp này là sẽ phải ra ngoài đánh rồi. Không có quậy cho khu vực arena này được. Ôi cái gì, level 12 solo level 10 luôn anh ơi. Nó ơi, chơi khô máu luôn nè. Quýnh như vậy nó siết tay luôn á. Yeah. Giờ tới Sexy dòng điện. Chuẩn bị tinh thần. Robot hủy diệt lao ra và hai cánh quạt nó xây với tốc độ bàn thờ luôn. Ok. Quá nhanh quá nguy hiểm. Và bây giờ chúng ta sẽ ra chơi cái Advan nha các bạn. Hiện tại đang có một cái Advan rất là gắt não ở đây. Đây, bây giờ mình sẽ tranh thủ mình lấy cái con C này, cái mảnh C này cái đã. Trời ơi, một bước đi mà nó cho gì đâu. 150 mà nó cho mình đi một bước một. Công nhận dã man thiệt chứ. Trời ơi, cái mảnh đầu tiên luôn á. Bây giờ mình còn hai cái mảnh nữa. Làm sao để lấy đây. Oh my god, 1, 2, 3. Giờ mình phải ráng lết lên thôi chứ biết sao giờ. 1, 2, 3 luôn. Oh, căng não. Oh, tính ra còn tới 2 mảnh con C này nữa. Oh, quá là xa vời luôn. Cái này mình hơi bị rối đội hình chút xíu. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta sau khi xong cái này mình đổi qua cái khác. Chúng ta sẽ vào khu vực quét. Thôi ôi, trong cái này là phải bay vào quốc liền mới được. Cái này nó còn có mấy ngày nữa là hết rồi. 4 ngày, nhớ không lầm là như 4 ngày các bạn. Đây, cố lên. Wow, con này nó đẹp dữ vậy. Bura. Con này là HNT chưa thấy nó ở ngoài luôn á. 10 mảnh nữa rồi và 24 tiếng hồ sau chúng ta mới đấu được nữa. Còn 3 ngày nữa, 24 tiếng đồng hồ mới mở được một cửa. Trời ơi gắt. Rồi, tiếp tục luôn. Chúng ta sẽ vào cái khu vực này và chơi hết mình. Cháy hết hồn trong đây luôn. Wow, thần mặt trời tiếp tục sử dụng tuyệt kỹ của mình. Thôi mình lấy cái con mặt trăng ra đi nha, cho nó thay đổi một xíu bầu không khí chứ. Để con mặt trời nó ra nó xuống sát hết luôn á. Ánh sáng đến từ ngực của thần mặt trăng. Wow. Xúc luôn anh ơi. Con này mạnh nhỉ. Quất hai phát mới tắt nè.
Victory. Và bây giờ chúng ta tới giờ ăn trái cây rồi nè. Xúc luôn cái dĩa trái cây này đi. Wow, Hansel. Ôi, con này thả những cái cánh dơi ra nhìn khá là đẹp luôn. Tuyệt chiêu là dơi đêm à. Ronay, ghẹo phát luôn nè. Và anh em xem video nhớ nha, hãy bấm subscribe kênh HNT Channel để ủng hộ kênh nha mọi người. Nhớ subscribe nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với mặt trăng nè. Ok, victory rồi. Bây giờ chúng ta ghẹo luôn cái cửa nữa đã là lấy được cái con Java này. Con Java này là rồng hệ lửa, hệ nham thạch chứ. Wow, Horatio. Rồi, giải quyết thành công cái lão già đâu rồi. Cô nàng gọi là cô dâu thiếu chú rể. Ở trong cái game này không thấy cái con rồng nào làm chú rể á, toàn là thấy cô dâu à. Wow, bây giờ chúng ta còn được một cái cửa arena nữa. Hả? Đúng rồi, cửa arena mình chưa đánh. Còn 7 tiếng nữa nè. Ok, và video cũng dài rồi. Bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.